máy bắt muỗi, thì cái sản phẩm này diệt muỗi và diệt côn trùng rất là có hiệu quả. Nó sẽ làm chết bằng cái quạt khô và cái con côn trùng nó sẽ chết rất là từ từ. Ở đây thì mình muốn giới thiệu cho các bạn thì sản phẩm này nó có 3 chế độ, là chế độ quạt gió rất là mạnh, tiếp theo là quạt gió vừa và chế độ ngủ. Ở phía sau này thì mọi người có thể nhìn thấy chữ rất là mờ mờ, đây là chữ on thì sẽ mở theo chiều ngược kim đồng hồ, mở ra theo chiều ngược kim đồng hồ. Mọi người có thể nhìn thấy là trong cái này mình đã sử dụng thì nó có rất nhiều là loại côn trùng, ví dụ như là muỗi, ruồi, rồi là những cái con côn trùng rất to. Mọi người có thể nhìn nhé, mình lắc lên cho mọi người xem kỹ luôn đây, cho mọi người xem rất là kỹ đó. Mọi người có thể thấy là bên trong cái sản phẩm này thì là có một cái cánh quạt, nó giống như cái cánh quạt tản nhiệt của máy PC vậy, của những cái dòng desktop. Và như bên dưới này thì mọi người có thể nhìn thấy đây là những cái bóng đèn LED. Mọi người có thể nhìn thấy đây là những cái bóng đèn LED rất là nhỏ thôi, nó tạo ánh sáng mà khi mà con côn trùng nó nhìn thấy thì nó sẽ bay vào. Để sử dụng sản phẩm này thì các bạn nhớ là tắt điện và để ở trên kệ. Mọi người có thể nhìn thấy là mình sau khi mình để tối màn hình thì mọi người sẽ dễ nhìn hơn, mọi người có thể thấy đèn LED và nó sáng đó. Thì đây là chế độ ngủ, đây là những chế độ là nó êm ái nhất mà dành cho khi bạn ngủ thì nó cũng bắt muỗi rất là tốt. Mà các bạn nên để tránh xa hướng gió, cũng như là để sản phẩm này ở những cái nơi mà có thể là muỗi nó hay ở, ví dụ như những góc góc tường, góc tủ, hoặc là những cái kệ, hoặc là trong phòng vệ sinh cũng rất là tốt để mà thực hiện cái việc bắt muỗi. Mọi người có thể thấy quạt gió bên dưới này nó rất là lớn. Và mỗi khi mọi người chỉ cần cầm tay, nó rất là nhỏ thôi, nó trong cái vòng tay này, mọi người sẽ xoáy theo ngược kim đồng hồ sẽ là xoáy ra nhé, xoáy ngược kim đồng hồ mọi người sẽ nhìn thấy là bên trong này nó sẽ rất là nhiều cái con côn trùng, những ruồi muỗi. Thì như nãy thì mình đã test cho các bạn xem rồi.